chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen Vlog. Thì hôm nay Bình lại tới hoàn cảnh của anh Hà và chị Thanh. Thì thêm lần nữa, thì lần này Bình lại là lần thứ hai. Thì quay qua bên đây thì Bình hỏi cho nó rõ ràng nhiều hơn. Tại vì đợt trước Bình quay về sơ lược quá, thì đôi khi với cô chú, với bà con cô bác không mới gì hiểu á. Thì bây giờ Bình lại thêm lần này là lần thứ hai để hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của chị Hà, anh Hà và chị Thanh ha. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng tiến vào trong cùng với Bình ha. Ở đây là cái con đường mà Bình đi vô đây quý cô chú anh chị. Thì phía bên đây thì nói chung thì nhà ở đây cũng rách nát hết rồi ha. Đó, thì hai em bé là cũng đang đứng coi Bình quay video nè. Đó, còn rất là dễ thương. Nó đi vô trong đấy, đấy. Lát chú Bình có kẹo chú Bình cho ăn, đi. Thì bây giờ mời biết các chú anh chị tiến vào trong cùng với Bình ha. Đây, đây đường vào nhà của anh Hà và chị Thanh thì nói chung đường rất là xịn ha, tại vì trời mưa. Biết các chú anh chị. Đây thì Bình cũng không biết là chị Thanh và anh Hà có nhà hay không ha. Anh Hà ơi, ồ có ở nhà sau. Đó, đây là căn nhà của anh Hà và chị Thanh nè, biết các chú anh chị. Nói chung là sập hết rồi ha. Mà Bình cũng không biết là có ở nhà này hay là sao đây. Đó. Thì trong nhà thì có mấy đứa bé thì dồn dồn xóm đó. Thấy Bình lại quay thì cũng lại đi ra xem. Đó. Oh, chào anh. Ủa hay chị Thanh có nhà không anh? Không. Không à, chị đi đâu rồi? Đi đám rồi. Đi đám hả? À, chào anh Hà. Thì mấy ngày trước em có lại đây á, em chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình đó. Thì cũng có quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác cũng có cũng có hỏi Bình là nhà này thì anh có ở đi hay không kìa. Có. Ở đây luôn hả? Trực tiếp ở đây luôn hay sao? Đúng rồi. À, thì bây giờ em và anh vô trong ngồi đi. Cứ đứng nói chuyện hoài cũng kỳ lắm ha. Dạ. Quý cô chú anh chị thì bây giờ Bình cũng xin phép vô trong nhà ha. Ông quý cô chú anh chị đi ra nhà của anh Hà và chị Thanh. Thì chị Thanh đã đi đám rồi ha, quý cô chú anh chị. Nói chung đã gãy hết rồi ha. Nói chung là đã sụp hết rồi, quý cô chú anh chị. Đó. Thì đoạn ở đây nè thì cũng đã gãy hết rồi ha. Ở đây là cây đàn ngang cũng gãy hết rồi nè, quý cô chú anh chị. Đó. Mục hết rồi đó. Gãy từ lưa tà le hết luôn trời. Tôn rồi gãy nè, cây nè, trời ơi trời. Từ cái cửa này cũng rung hết rồi nè. Đó với cô chú anh chị, đó cũng rung hết rồi nè, trời ơi trời. Rồi, chào anh. Ngồi đi, anh em mình nói chuyện chơi ha. À, anh ơi, có thể là cho em được biết là từ đó tới giờ mình ở nhà đây hay là ở đâu hả anh? Ở đây. Ở nhà này luôn hả? Ừ. À, anh có thể là cho quý cô chú anh chị, đôi khi quý cô chú anh chị không biết tên mình, anh có thể là nói tên anh cho quý cô chú anh chị được biết không? Tên Hà. Anh Hà ha? Dạ. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? 30... Anh sinh 92. À, 92 cũng còn trẻ ha anh ha. Thì hai đứa bé này là con của anh hay sao? Đúng rồi. À, bé này nói học lớp mấy đó phải không? Học lớp 1. Bé này học lớp 1. Tên gì vậy con? Con tên gì? Mới. Đẹp mà. Con tên gì con? Minh Dĩ. Con Lâm Phương. Minh Dĩ ngu. Lâm Phương đó. Nó tên gì? Bé bé trai đó tên gì con? Tên gì? Lâm Phương. Lâm Phương. Rồi con tên gì? Tên Tú. Tên Tú hả? Ồ, sáng giờ có cha mẹ có cho sữa con uống không? Không. Có mua bánh cho con ăn không? Có mua bánh ha. Rồi vậy là không có mua sữa cho con uống hả? Rồi con có đi học chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Rồi từ sáng tới giờ con có đi chơi theo mẹ không? Không. Ở nhà thôi. Rồi bữa nay con được gì ăn cơm nè? Được cái gì ăn cơm? Cá. Cá hả? Ồ, ăn cơm với cá kho hả?
Ăn cơm với cá kho ha. Rồi mẹ đi đâu rồi? Mẹ con đi đâu rồi? Đi đám rồi. Đi đám rồi. Đi đám hả? Rồi con có đi học chưa? Chưa. Bé Phương chưa đi học hả? Tú. Bé Tú chứ. Bé Tú chưa đi học hả? Rồi năm nay bé Tú được mấy mấy tuổi rồi ta? Năm. Năm. Năm tuổi hả? Rồi con có biết chữ không? Con có biết hát bài gì, hát cho chú nghe một bài coi. Rồi lát nữa chú cho sữa uống, mua kẹo cho ăn nè. Con biết hát bài gì, hát cho chú nghe một bài đi, rồi chú cho sữa với cho kẹo con ăn ha. Hát một bài đi. Mẹ con thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Nhà này ta thì yêu bên nhau, nhà là nhau thì nhau là cười. Ồ hay quá. Rồi con biết hát bài nào nữa không ta? Còn bài nào nữa không? Cười nè sao? Chị hai với lại hả? Vô bà. Đi ngồi luôn. Chị ba. Bé. Thì bé Phương nãy giờ đi chơi á. Bé tên gì em? Hương. Tên Hương à? Bé Hương. Hương Tú. Hương. Phương. Phương Hương Tú. Đứa thứ hai thì tên Hồng. Đứa thứ hai tên Hồng ha. Bây giờ cho chú hỏi xíu nè. Con có thể là cho chú biết con tên gì nè? Con tên Hương. Tên Hương. Rồi năm nay con nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 12 tuổi. 12 tuổi rồi ha. Rồi con học lớp mấy rồi? Học lớp 3. Học lớp 3. Ủa 12 tuổi sao học lớp 3 ta? Học trẻ. Học trẻ hả? Học trẻ 1 năm phải không? Theo lẽ là 12 tuổi là học lớp 4. Vậy là học trẻ 1 năm, học lớp 3 ha. Rồi bữa nay con được nghỉ học hay sao con? Dạ. Được nghỉ học ha. Rồi sáng giờ con ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Người mẹ mình đi đâu rồi? Mẹ con á? Mẹ con đi đám rồi. Đi đám hả? Dạ. Từ nãy giờ con đi đâu? Chú lại nãy giờ không thấy con kìa. Đi chùa chơi. Đi chùa chơi hả? Đi chơi hay là đi quậy phá nè? Đi chơi. Đi chơi ha. Rồi đi học á, cha mẹ cho con có cho tiền con không? Có. Như tiền? Cho 10. Cho 10 ngàn đi học á hả? Dạ. 10 ngàn đó mình mua được cái gì ăn con? Mua bánh, mua nước. Mua nước hả? Ai xía. Một bánh mua nước ha. Rồi con học sinh có giỏi không? Có bằng khen không nè? Không. Không hả? Rồi học được mấy điểm? Con chưa thi à. Chưa thi à? Dạ. Rồi hằng ngày cô giáo có chấm điểm không? Dạ không. Không hả? Tới thi mới cô chấm điểm rồi mới biết điểm của mình ha. Dạ. Rồi hồi lớp 2 con học sinh giỏi không? Khá hay gì? Rất là mắc cỡ luôn ha. Bé kia không mắc cỡ đâu đó. Rồi từ sáng giờ con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Rồi ha. Được gì ăn cơm? Cái giò á. Được. Hai mùi tẩy. Được gì ăn cơm nè? Được cá lóc. Cá gì? Cá lóc. Cá lóc hả? Đầu cá. Đầu cá lóc. Ba đi bắt hay là cá. Sao? Ba đi bắt. Mua. Ba đi bắt hả? Mua. Bắt hay mua? Mua. Mua hả? Mua đầu cá. Đầu cá kho ăn hả? À. Ủa rồi bữa nay anh không có đi giăng lưới bắt cá hả? Có. Được cá nhiều không? Được chút mấy con à. Được mấy con hả? À. Vì nhà này sao mình không sửa chữa gì lại chút xíu nữa anh? Chưa có tiền. Chưa có tiền. Chưa có tiền ha. Chưa có tiền. Thì sao mà anh để cái máy ở nhà mình á, sao nó đẩy hết vậy ta? Tại lâu quá. Lấy cái tre hoặc là cây này kia mình để cho nó đừng cho nó đẩy anh. Đây đâu có cây đâu, từ khi mua người ta mới được. Thì mua cây tre có nhiêu tiền đó ta? À, cũng không biết. Cây tre như có cây có nhiêu tiền đó, 30.000 chứ. Ở nhà sau mình cũng lột lại luôn, hình như là có đòn tay này kia đó. Gãy hết rồi, nó bị mục hết rồi, đâu dám leo lên đâu. Nhà sau mục gãy hết rồi. Rồi ban ngày vậy là mình ở nhà này hay sao? Đúng rồi, ban ngày thì ở đây. Ban ngày ở đây, rồi còn ban đêm thì mình ngủ ở đâu? Ngủ nhà chỗ nhà chị hai á. Nhà chị hai có nhà không? Không, chị hai đi làm Bình Dương rồi. Chị hai đi làm, tức là mình ở đây vừa chăm nhà cho chị hai, vừa coi dọn dẹp nhà cửa của mình luôn. Dạ.
Nhưng mà nhà cửa của mình, thí dụ mà chị Hai lại, chị Hai đuổi mình về ra nhà mình ở thì sao anh? Thì chị Hai lại thì mình ở nhà mình lại, cho chị Hai ở nhà chị Hai. Thì mình sửa lại rồi chỗ nấu ăn thì mình có tấm lưới, tấm cao su này nè, mình che lại mình nấu ăn. Tức là mình mua tấm cao su mình che lại. Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ thì mình ở tạm nhà chị Hai là hết mùa mưa này. Thì khi nào chị Hai về thì anh mới về nhà mình ở lại. Lỡ như có phép màu này kia thì nếu mà có phép màu được ước á, thì lỡ như có biết có chú anh chị, biết bà con, cô bác, biết mạnh thường quân á, muốn giúp đỡ xây giống như là cất tạm cái nhà mình cho nó cứng cáp lại đó, thì anh có qua nhà mình ở không, hay là ở nhà chị Hai nữa? Ở nhà mình mà. Tức là anh ở đây luôn hả? Dạ. Rồi đất này đất của ai anh? Đất này đất của mẹ. Mẹ chi cho hả? Dạ. Hiện tại là mẹ chi cho là mình đứng tên là tên miếng đất này. Dạ. Khoảng bao nhiêu mét vậy? Này như từ trước tới sau 9 mét mấy. Từ trước ra tới đằng sau là 9 mét mấy, rồi bề ngang? Bề ngang 5 mét. 5 mét hả? Thì sao anh làm ăn, giống như là anh đi làm mỗi ngày như vậy á, anh có khi nào anh làm mỗi ngày không, hay là lâu lâu ngày? Lâu lâu mấy người ta kêu làm ngày cũng. Lâu lâu ta mới kêu làm một ngày hả anh? Rồi các bé đi học thì làm sao anh? Bé đi học thì gắng đưa cho mấy bé đi học, biết sao vậy. Thì các bé thì nói chung á, các bé tuổi còn nhỏ. Rồi một phần á, con gái lớn của anh năm nay mới được có 14 tuổi rồi đúng không anh? Dạ. Mới có 14 tuổi em biết chú anh chị. Thì cũng đã đi làm Bình Dương được mấy năm rồi anh, đi lâu chưa? Mới đi 2-3 tháng. 2-3 tháng hả? Rồi làm trẻ thì biết tiền lương như thế nào không? Cũng làm tháng lương vậy được. Nếu mà có tăng ca tăng gì được 4 triệu mấy. Còn không tăng ca thì 3 triệu mấy, rồi tiền nhà trọ này nọ cũng đâu có còn nhiêu đâu. Bé ơi, bé tin thương phải không? Bây giờ cho chú xin hỏi nè, con là trong đây là con lớn nhất đúng không? Cười có đồng tiền đẹp gái ta. Thì cho chú hỏi nè, bây giờ mỗi ngày đó thì cha mẹ, thí dụ mà cha mẹ đi làm hết á, rồi có ai cho tiền con không? Có. Ai cho? Ngoại. Ông ngoại ha. Ông ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? Sáu mấy rồi. Sáu mấy tuổi rồi ha. Ngoại cho nhiêu tiền? Em cho 5. 5.000 hả? Đi học hả? Hai anh em luôn hả? 5.000 ăn cái gì con? Con cũng không biết. Ăn đại ha. Rồi từ lúc mà con đi học á, con có uống sữa không? Có ai, có cha mẹ có mua sữa cho con uống không? Hả? Không hả? Không biết cái chú anh chị, thấy cũng rất là đáng thương. Bé thì đi học nhưng mà cũng không có sữa, không có gì uống luôn. Không sữa không? Đi học thì đi học chỉ có 5-10 ngàn để ăn bánh thôi. Rồi về nhà thì ăn cơm. Thì giờ bây giờ nè, cho chú xin hỏi thêm một cái nữa. Cái con với em của con đi học rồi ở trường có quậy phá gì không? Không. Không à, học sinh hiền lắm không? Bây giờ cho chú hỏi nè, nếu mà có phép màu á, con được ước, con ước được gì? Cho chú hỏi nè. Con ước được nhà. Hả? Con ước được nhà. Con ước được nhà hả? Thì con có thể là nói lớn lên một chút xíu. Nếu mà có phép màu, con ước được gì ta? Con ước được nhà. Được nhà hả? Khỏi ở nhà bác Hai phải không con? Khỏi ở nhà bác Hai, rồi hằng ngày là con ở nhà bác Hai hả? Dạ. Rồi con có thường xuyên lên xuống nhà này không? Ở nhà bác Hai có tivi không con? Rồi con có thương mẹ, thương cha không? Có. Sao mà con ước mơ được nhà?
Thấy nhà mình rách nát quá hay sao? Mưa nhiễu hả? À? Lỡ trời mưa thì mình không có được ở nhà đây đúng không? Được nhà ha, được giống như là được sửa lại cái mái nhà cứng cáp một chút xíu ha con ha. Vì cái chú anh chị bé nói thì nói chung bé cũng rơi nước mắt. Thì mình cũng không biết nói gì hơn. Bé cũng khóc luôn. Thì chú hỏi nè, thì khi mà có người sửa nhà cho con thì con ở trong nhà này hay là ở nhà kia? Con ở trong nhà con. Hả? Con ở trong nhà con. Con ở trong nhà con hả? Rồi con có thương chị Hai không? Khi mà chị Hai đi làm xa đó, có nhớ chị Hai không? Nhớ à? Rồi vậy chú cũng cảm ơn con ha. Cho chú hỏi bé tên gì ta? Bé chị con Tú. Tên gì? Hả? Con tên gì? Tú. Tú. Tên Tú ha. Năm nay con nhiêu tuổi rồi ta? Năm. Hả? Năm. Năm tuổi. Mấy tuổi? Năm tuổi. Con năm tháng. Tuổi hả? Con rồi mẹ đi đi đám như vậy đó, sao con không đi theo mẹ vậy? Mẹ không đi, mẹ không chở con. Hả? Ừ. Mẹ không chở con đi hả? Mẹ không chở con đi. Mẹ không chở con đi ha. Thưa chú anh chị, rất là thương, rất là tội nghiệp cho bé nhỏ luôn. Rồi con có muốn uống sữa không? Hả? Rồi con có ngoan không ta? Ngoan không? Ngoan ha. Dạ. Rồi chú cũng cảm ơn con ha. Chút xíu nữa chú cho sữa uống. Bây giờ chú xin hỏi nè, con tên gì? Phương. Hả? Lâm Phương. Lâm Phương ha. Con nói chuyện lớn xíu ha. Con lớn con của hiện tại là con học lớp mấy rồi? Một. Lớp 1 ha. Học con của chú. Rồi cho chú xin hỏi cái giống như mà có phép màu á, con ước cái ước được cái gì? Được nhà. Hả? Được cái nhà. Được nhà hả? Con ước được cất nhà lại mới phải không? Rồi con không ước gì thêm hả? Rồi hằng ngày con có xe đạp để đi học không? Ngày chở. Hả? Bà ngoại chở. Bà ngoại chở ha. Bà ngoại cũng đưa đón. Thấy cũng rất đáng thương ha. Thì con có muốn uống sữa không nè? Muốn ha. Ủa anh ơi, khi mà em hỏi các bé thì các bé ước mơ rất là nhỏ nhoi, ước mơ được sửa lại cái căn nhà, nhưng mà anh là người cha, anh làm không được hay là sao anh? Anh có thể cho em biết được không? Không có công việc làm, bây giờ thất nghiệp rồi, hồi dịch tới giờ không có việc gì làm đó, còn ở nhà không à. Từ dịch tới giờ là một năm mấy rồi đó, mà không có chuyện gì làm à. Lúc trước anh làm cái gì? Lúc trước thì đi bằng hồ, phụ hồ á. Đi phụ hồ đúng không? Không phải là thợ hay là phụ ha? Phụ. Rồi khi mà chị Hai đi á, thì anh dọn, hai vợ chồng của anh dọn qua nhà chị Hai ở hay là chị Hai cho phép ở? Chị Hai cho ở. Chị Hai cho ở hả? Ờ. Vì nhà mình mưa xuống nó tạt nhiều quá hay sao anh? Mưa xuống nó nhiễu với nó tạt hai bên. Rồi gió. Gió nó cuốn đùa, nghe rung binh rung kinh, đâu có dám cho đứa nhỏ ngủ ở đây đâu. Không dám cho mấy bé ngủ ở đây ha, sợ dạ. Chạy không kịp ha. Dạ. Rồi cái cột này cột đúc mà. Sao mà nó rung được anh? Sợ tôn nó văng. Sợ mấy tôn nó bay hả? Thì sao mình không có sửa chữa lại giống như cái bồn nè, cái buồng nè cho các bé rồi nhà sao nữa anh? Không có tiền. Không có tiền thì dình dụm. Thì em cũng xin phép quay toàn cảnh căn nhà của anh thêm một lần nữa cho quý cô chú anh chị được biết ha anh ha. Dạ. Thì nói chung là nhà sao ở đây nè. Thì sao mình còn mấy cái miếng tôn nè, sao mình không lụp lại nhà sao để anh? Lụp lại chưa có được, tại mấy cái
kèo nó bị hư hết rồi. Kèo này gãy hết hả? Ừ, mục hết rồi. Ồ, mục hết rồi. Này nó mục hết rồi, biết cái chú anh chị ơi. Cho nên con có lột lại nè. Đó, nè. Biết cái chú anh chị. Đó, bình chỉ bóp thôi mà nghe nó nghe rột rột luôn nè. Đó. Đó, biết cái chú anh chị. Đó. Có mục hết rồi. Đó, bình chỉ bóp hồi nãy thôi đó. Nói chung là mục hết rồi. Là do mình bỏ ngoài mưa lâu quá cho nên nó mới mục phải không anh? Nó mục sẵn rồi, rồi mấy mưa lại nó cuốn bay miếng tôn đi luôn. Ủa, mưa lại là nó bay cái mấy cái miếng tôn này đi luôn á hả? Dạ. Vậy là hồi đó anh có làm lại. Dạ. Anh có làm lại, mưa lại là bay mấy cái miếng tôn này á, miếng tôn này hả? À. Bay đi đâu lận? Bay sang bên đó. Bay sang bên kia gãy hả? À. Trời ơi. Ý là nó rớt xuống ở dưới đây nè. Trời ơi trời. Sao mình không có lấy đất lấy này kia đẩy lại hả anh? Che lại anh. Rồi hằng ngày bữa nay anh cũng có đi giăng lưới phải không? Có. Rồi chỗ này anh có từng giăng lưới không? Không, bên đây là cái mương người ta nuôi cá. Ồ, mương này là người ta nuôi cá hả? Dạ. Ồ, mương này cũng rộng ha. Đuối con cầm láng. Mương này cũng rộng với cái chú anh chị. Thì hằng ngày anh có nhậu nhẹt gì không ta? Không. Dạ? Dạ không. Không có nhậu hả? Dạ. Có đám tiệc này kia anh có nhậu không? Có đám tiệc thì cho con với vợ đi, đâu có đi đâu. Cho con và vợ đi thôi, dạ. Anh không có đi. Dạ, không thôi thì bà ngoại đi. Anh cũng không dám ăn nhậu luôn. Dạ. Ờ, sao mình không quá không dám ăn nhậu, có thể cho em biết được không? Có lúc ăn nhậu mà ít lắm, đâu mua về nhậu mình ăn vậy đó, đâu có ra nhậu. À, tức là lâu lâu mình mới mua 5.000 gì đó, dạ, uống để buổi chiều vậy đó tan máu bầm. Dạ. Uống một mình vậy đó. Dạ. Tại vì đôi khi anh cũng là suy nghĩ một điều cũng là rất là tốt, đôi khi mình đi ăn nhậu ở ngoài. Ví dụ mà mình ăn nhậu ở ngoài tốn 50, mà mình mua về tốn có 50.000 mà mình đã nhậu say rồi. Dạ. Thì chừa lại 40.000 cho các bé ăn bánh ha. Dạ. Không, cái đó là chuyện tốt á. Em cũng rất là ủng hộ anh về cái chuyện đó, em tưởng là anh ăn nhậu chứ không có lo đến gia đình á. Dạ. Nhà cũng có cây cốc á. Dạ, cây cốc. Của anh ta luôn á. Không, cây này của nhà trồng hạt á, rồi nó mọc á. À, trồng hạt à. Dạ. Ừ. Nhà mình không có nuôi con gì luôn hả? Dạ không. Hồi trước có nuôi chó với nuôi gà bị mắc hết rồi. Nuôi chó nuôi gà mắc luôn hả? Dạ. Ở đây cũng ăn trộm dữ rồi hả? Dạ. Ừ, cái chú anh chị. Thì là cái buồn. Cái buồn không có cái giường, không có cái gì hết. Dạ. Rồi hàng ngày có tivi để xem gì không anh? Dạ không. Ủa nhà chị hai ha? Thì đôi, bây giờ anh có thể là dắt em qua nhà chị hai được không? Được. Dạ. Thầy đây, mời biết cái chú anh chị vào trong nhà của chị hai. Hiện tại là gia đình của anh chị đang sống ở tạm bên bển ha. Đây. Đó, thì nhà của chị hai thì nói chung là vách tường ha. Chắc có thể là vách tường. Tị hơ mói. Vách tường phải rồi. Nguyên một cái nhà là ba căn nhà ha. Nối đuôi nhau ha. Biết cái chú anh chị. Ồ, con chào bác. Dạ. Yeah. Bà ơi, bà đang làm gì vậy bà? Cá con nuôi đó, đó đi sậy đặt giăng lưới. Giăng lưới à, được nhiêu đó hả? Ừ, được nhiêu á. Chết hết rồi. Giăng lưới được nhiêu đây cá đó hả? Chết hết rồi. Chết hết rồi. Thì bà là cô là mẹ của mẹ sậy. Mẹ ruột của mẹ sậy. À, mẹ ruột của Thanh á. Thanh. Dạ. Thì nhà này là nhà của cô hay là sao? Con thứ hai. Nhà của con thứ hai, còn nhà cô ở đâu? Nhà của đây nè. Không, nhà cô cũng nhà trước này luôn á hả? Vậy là nguyên một dãy ba căn nhà là mẹ con không đó hả cô? Mẹ con. Ồ. Ba một dãy đó. À, rồi sao chị hai đi làm xa để nhà đây hay sao cô? Con nhỏ thứ hai coi lượm được ông Vì Nu đó. À. Tức là đi làm ở Bình Dương. Đi làm Bình Dương. Cho nên là không có ở nhà.
ở nhà. Thôi bây giờ con cũng xin phép cho trong nhà để hoàn cảnh của anh Hà và chị Thanh sống tạm vào nhà của chị Hai ha. Nó tạm là như tên Hà. Dạ dạ dạ. Nè mình lại nát đi riêng máu chứ. Mình lại nát đi. À, con cảm ơn ha. Đây biết có chú anh chị, đây là hiện tại là cái căn nhà của chị mẹ Hai. Căn nhà của chị Hai thì vợ chồng của anh Hà và chị Thanh thì hiện tại là đang sống tạm vào nhà này. Thì nói chung là nhà này thì chỉ có vách thôi, vách thì vách tường ha. Thì ở trên thì cũng dột vào biết có chú anh chị. Thì theo mình biết cái trên cũng dột cũng rất là nhiều luôn, tại vì mấy cái cây đòn tay này kia thì cũng bị mục hết rồi nè. Nhìn thấy sao bên chợ bên ngoài luôn á. Chứ cái thao này là cái thao để làm gì vậy anh? Để hứng nước nó dịu xuống. Hứng nước mưa hả? Thôi ơi. Thôi trong nhà này cũng không có tivi, không có gì luôn hả? Không. Chú anh chị. Thì ở đây thì nói chung là nó được ấm hơn bên bển, thì trời mưa gió ở đây thì nó ấm hơn bên bển. Thì hàng ngày anh ngủ ở đâu? Ngủ đây. Ngủ sao này hả? Dạ. Ngủ đây nè. Ngủ đây. Ngủ ở đây luôn hả? Dạ. Chạy chiếu ngủ hay sao? Không, có cái niệm. À, có cái niệm hả? À, có cái niệm để niệm chạy ngủ. Niệm chị đó. Dạ. Niệm chị. Thì tại giờ là anh ngủ ở đây luôn, cái chú anh chị. Cái mùng mày mà các bé. Thì ba đứa với hai vợ chồng luôn ngủ ở đây luôn hả? Ngủ ở đây còn hai đứa bé thì đi ngủ với bà ngoại. À, ngủ với bà ngoại hả? À, còn đứa bé nhỏ thì ngủ ở đây chung. Thôi để vào đây. Thì bình hoa của nhà của chị Hai, của anh Thanh, chị Thanh và anh Hà. Thì bây giờ mình sẽ quay về gửi cho ông lại cũ của anh ha. Cái hàng ngày thì anh thì sống tạm vào nhà của chị Hai với chú anh chị. Thì nói chung là hoàn cảnh của anh cũng rất là khó khăn đó. Anh Tướng ạ. Thì chú qua tới đây thì chú cũng có mua sữa cho con nè. Con có lời gì cảm ơn đến cô chú không? Dạ. Cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn chú. À, cảm ơn cô chú đã mua sữa cho con. Nói gì? Gì? Không biết. Chú mua sữa cho con có chú mua sữa cho con á, con có vui không? Dạ. Vui ha. Thì bây giờ chú sẽ cho kẹo thêm cho kẹo con nè. Con cho kẹo con một cây nữa nè. Đây chú cho kẹo một cây nữa nè. Đây, sữa đó con lát nữa chia nhau uống ha con ha. Đây, chú cho kẹo một cây nè. Chú cho kẹo một cây nè. Thì chú cho kẹo con có vui không? Vui ha. Đây là con của thứ mấy vậy anh? Cháu con cái bên á. Cháu con cái bên ha. Dạ. Thì chú cho kẹo con có vui không? Vui. Con có lời gì cảm ơn đến cô chú đã mua sữa và mua kẹo cho con không? Dạ con cảm ơn chú với cảm ơn ý. Cảm ơn chú với cảm ơn ý ha. Rồi. Vui ha. Dạ. Có vui không? Chú mua kẹo vui vui không? Vui. Vui ha. Con có thì thông qua video của Bình quay được trước đó anh. Yeah. Thì cũng có một số bí mật thường quân cũng đó, bên cạnh đó cũng có gửi cho mình một số tiền để trang trải trong cuộc sống. Thì ở đây là địa chỉ là ấp Phước Thuận ha. Yeah, quý cô chú anh chị, đây là ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đối diện cái chùa bốn mặt đó quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị nếu mà có lợi ngay tại đây thì cứ lợi ngay chùa bốn mặt và hỏi hoàn cảnh của anh Hà và chị Thanh. Thành. Thì chị Thanh thì người ta sẽ chỉ lại đúng không? Thì nếu mà quý cô chú anh chị Bình chia sẻ video này lên, nếu mà quý cô chú anh chị lợi không được thì Bình sẵn sàng làm một nhịp cầu nối mang đến yêu thương cho bà con khó khăn ha. Thì thông qua video đợt trước của Bình có đăng lên đó anh. Thì cũng có bí mạnh thường quân, gia đình của anh Sên gửi cho anh là 100.000. Và chị Hồng Diệp thì cũng có gửi cho anh là 100.000. Và anh Khoa cũng có gửi cho anh là 100.000. Là tổng cộng là 300.000. Anh đếm dùm em có đủ không?
Anh đếm giùm em có đủ không? Đủ. Đủ 300 phải không? Dạ. Ừ, đi với chú anh chị là 300 ngàn. Dạ. Mình cũng có lại tới đây mình trao rồi ha. Thì khi mà em lại trao tiền cho anh được này là lần thứ hai, anh có vui không? Vui. Ừ. Anh có lời gì cảm ơn đến gia đình của chị Diệp, gia đình của anh Sên và chị Diệp và anh Khoa không? Anh có lời gì cảm ơn không? Anh rất là cảm ơn anh với chị đã giúp đỡ cho em. À, thì bây giờ mình cũng xin thay mặt gia đình anh Hà và chị Thanh cảm ơn đến gia đình của anh Sên và anh Khoa và chị Diệp. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trên mọi nẻo đường ha anh chị. Thì thông qua video này thì mình cũng là xin phép mình chia sẻ video này lên. Nếu quý cô chú anh chị thấy video này, nếu mà quý cô chú anh chị lợi được thì mình có ghi địa chỉ ở trên đó. Thì nếu mà lợi không được thì mình sẵn là sàn làm một cái nhịp cầu nối mang đến yêu thương cho bà con vùng quê khó khăn, đặc biệt là hoàn cảnh của anh Hà và chị Thanh ha. Thì chú lại tới đây mua kẹo mua này kia cho các con, các con có vui không? Vui. Vui ha. Vỗ tay cái ơi. Thì bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thì chúc quý cô chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ ha. Nếu cảm thấy hay nhớ subscribe và đăng ký kênh giùm cho mình để mình có những động lực làm những video tiếp theo ha. Thì bây giờ mình xin chào và tạm biệt. Bye bye quý cô chú anh chị.